bảng kê khủng khiếp trong vụ nữ sinh nợ tín dụng đen gần 300 triệu. Chia sẻ với Vietnamnet, anh D, anh trai của T, kể chủ nhật vừa rồi nhận được tin em gái nhắn đăng rất hoảng loạn vì bị đòi nợ. Quá bất ngờ, anh hỏi rằng đã vay bao nhiêu thì em gái trả lời rằng không biết. Anh tiếp tục hỏi cô đã vay ở đâu, thì được báo rằng nhiều lắm. Linh tính mách bảo anh rằng em gái mình đã rơi vào bẫy. Sau khi tôi trấn an, T đã kể trình tự cụ thể. Tôi ngồi lọc được có rất nhiều app cho em vay, nhưng không có app nào giống app nào. Trong đó, mỗi app cho mượn một ít nhưng khi gom lại thì số tiền cả gốc và lãi rất lớn. Không biết số tiền em thực nhận là bao nhiêu, nhưng cộng cả gốc lẫn lãi thì gần 300 triệu đồng. Anh D nói, theo anh, em gái anh kể rằng ban đầu chỉ vay mấy triệu với mức trả hàng tháng chỉ mấy trăm nghìn. Cô nghĩ mỗi tháng chỉ mấy trăm nghìn là một số tiền nhỏ, nhưng sau đó không trả được và cũng không dám nói ra. Khi không trả được thì các app mới lại mở ra và cho vay đủ tiền để đáo hạn. Bị đe dọa nên em tiếp tục vay rồi vay nữa, dẫn tới khoản nợ lớn. Trong khi đó, việc vay qua app có điều kiện rất dễ dàng. Việc cho vay như một cái bẫy dành cho những người nhẹ dạ. Người vay chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân và cho truy cập vào danh bạ điện thoại. Vì vậy, sau khi vay và chưa trả hết thì bản thân người vay và gia đình, bạn bè liên tục bị đòi nợ, hù dọa, anh nói. Khi nắm được vấn đề của em gái, anh đã gọi lại cho các bên cho vay. Dù liên tục gọi điện hù dọa nhưng khi anh gọi lại thì chủ nợ không bắt máy. Rốt cục, bản thân tôi cũng không biết trả cho ai và trả thì có hết không, anh than. Mặt khác, gia đình cũng không biết cơ sở pháp lý thế nào để trả vì không có giấy tờ vay nợ nên rất lo lắng. Hiện tâm lý em tôi rất tệ, gần như không nghĩ được gì và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chúng tôi quyết định thu điện thoại để em ổn định. Rõ ràng đây là một cái bẫy mà kịch bản rất đơn giản. Đó là khi bạn cần thì cho vay và đòi nợ bằng cách hù dọa liên tục, bêu xấu hình ảnh. Các em còn trẻ, sợ mất mặt với ba mẹ, người thân, gia đình. Bản thân các em cũng không lường trước được hậu quả, cho tới khi bùng ra thì đã rơi vào trầm cảm, thậm chí có thể tự tử. Anh cho rằng, câu chuyện của em gái anh là bài học cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn ở quê ra thành phố học đại học. Những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cạm bẫy, không ai tưởng tượng được những chuyện như thế này. Trong khi đó, gia đình ở quê sẽ không biết việc con đi học ở thành phố như thế nào. Các chiêu trò lừa đảo thì đang đầy rẫy trên mạng.